Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Cái gì vậy? Đang tập ngon trớn sao lại tắt cái tiếng kèn đi, thổi tiếp cho em tập đi anh. Thôi thổi hết nổi rồi. Đang thổi nhớ tôi phải trả tiền bill hết thổi nổi rồi. Bill cái gì mà bill không biết nè. Bill cái gì? Tháng nào cũng nguyên cọc bill gì nè. Nào là tiền nhà 750, tiền xe 350, thẻ mê xì 700, thẻ nói sum 450, Victoria Secret. Rồi em làm gì em mua đồ ngủ tới 4.500 lần. Ồ hay, cái này là giữ hạnh phúc gia đình. Trời ơi, một tối em thay 7 màu khác nhau anh không happy à? Anh xin lỗi em nha. Cái gì? Anh cài đầu tắt mặt tối trả bill cho em rồi. Bây giờ anh thấy có một màu à. Màu gì? Màu đen ảm đạm. Trời anh ơi, anh khổ quá à. Em nói cho anh nghe nè, suốt ngày anh cứ tiền không à. Năm 2000 tới rồi, tiền bạc nó là phù du. Gì? Tiền bạc là phù du hả? Ừ. Mà không có tiền là phù mỏ. Bởi thế cho anh là suốt ngày cứ tiền không à. Anh là thuộc cái loại như là sống nghèo mà chết giàu. Còn em nè, sống giàu mà chết nghèo à. Trời, là sao không hiểu gì vậy? Chứ đây này, anh sống nha, không dám ăn nha, không dám mặc nha, không dám xài gì hết nhá. Rồi chết để em đóng tiền, ai xài? Còn em, có tiền xài, không tiền cà thẻ. Thích cò xoàn cà thẻ, thích shopping cà thẻ, thích xe cà thẻ. Nợ ngập đầu chết xù. Hay quá ha. Trời ơi, năm 2000 tới rồi, người ta đồn tận thế tới nơi á. Phải enjoy cuộc sống, ok? Enjoy cuộc sống. Tận thế đâu cũng thấy, thấy tận mạng á. Ơi! Đó, chủ nhà tới kìa. Bỏ mấy người tính tận số, tận thế chết thì khỏi trả tiền nhà cho tôi hay sao vậy? Tức cười quá à. Đáng lẽ tôi đi chùa đó mà tôi nhớ còn thiếu tiền nhà, tôi tức quá tôi lại tôi chửi mắt tôi mới đi nè. Tôi ghét gì vậy đó. Nhà có hai vợ chồng mà xài chia cả trăm cái bóng đèn dữ vậy. Mà đóng phim hả? Trời đất ơi, tắm cũng vậy nữa. Thất nghiệp mà tắm chi tuần tới hai lần dữ vậy. Tôi nói rồi, tôi lại mấy người, tôi năn nỉ mấy người rồi. Ráng đi hai vợ chồng, ráng sáng ăn cái gì một lượt đi. Nó đau bụng một lượt, đi cầu một lượt, giật nước một lượt luôn. Trời ơi, cho nó đỡ tốn tôi chứ. Tôi nằm ở trên lầu á, mỗi lần tôi nghe tiếng nước giật á, tim ta đau nhói. Vậy mà mấy người đó có biết đâu. Bà chủ. Cái gì? Tôi đề nghị bà chủ này nha. Cái gì? Bớt nói là đi, đỡ tốn lắm. Tốn gì? Tốn nước miếng. Đừng có giỡn mặt cái tao như mày. Có sao nói vậy người ơi. Xin chào. Ai đây? Cái kia. Giảng đạo à, thôi đi dùm đi. Không. Cái tướng này là tướng bán bảo hiểm nè. Bảo hiểm cái gì? Bán hòm thì có. Chào thưa bà. Gì đây? Cái gì vậy? Ừ? Nè, cái gì vậy? Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là luật sư Trần Trường Trị. Trời. Cái tên gì mà nghe trẻo bán hỏng cái gì? Trần Trị. Trời. Luật sư nghe cái tên giống như là xã hội đen vậy. Hân hạnh được chào luật sư Trần Trị. Hân hạnh biết không? Dòng họ ba đời của Trần Trắng Trận, Trần Cháu Trở và Trần Trồn Trột. Tôi không đùa với ông nhé. Dạ không dám. Thưa bà cho tôi hỏi bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại Hồ Nai không? Vâng, tôi là Nguyễn Thị Mai đây. Nhưng mà thưa với ông, nhà tôi nó đang có sao quả tạ nó chiếu đây này. Tôi không có mua bán gì đâu mà ông đi cho. Không, tôi không buôn bán gì cả. Tôi là luật sư Trần Trường Trị, đại diện cho thân chủ của tôi là Hoàng Phi Hùng. Hàng xóm của bà mới chết cách đây một tuần. Tưởng ai cái thằng cha Hoàng Phi Hùng à? Trời ơi, du côn du đáng, cái xóm này đâu có ai ưa đâu. Ôi giời, tưởng ai chết thì kệ đấy chứ. Cái gì đâu mà mặt thì rất là du đáng nhá, tóc thì đen nhá, chân mày thì rậm nhá, râu ria xồm xòa nhá, suốt ngày có một cái bộ vét xám với sắp Samsonite. Trời ơi, nó vô duyên lắm. Tôi giống ông này quá vậy? Không có, người giống người. Bà chủ biết không? Tưởng ai xa lạ. Ai mà nhắc cái tên Hoàng Phi Hùng ai cũng ghét hết đó. Đúng. Cái thằng ấy lưu manh nhất cái vùng này. Đấy. Nó làm giàu được là buôn bán xì ke. Đúng. Đâm thuê chém mướn. Ừ. Nhưng mà xui cho nó vừa rồi nó chết, biết sao chết mà chủ. Sao? Đi nhậu sai xỉn về. Sao? Đi ngang cái Dũng Sình á. Ừ. Té xuống chết đuối chết. Trời
năm châu bốn bể là tứ hải tung hoành không chết, mà sụp lỗ chân trâu chết. Tôi nói nghe cái tên thằng cha đó chết là ai cũng mừng hết trơn á. Dạ. Đấy. Thưa bà, một lần nữa xin bà xác nhận lại, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại Hồ Nai không? Thưa ông, tôi xin xác nhận tên Việt Nam của tôi là Nguyễn Thị Mai, tên Mỹ là Maureen Monroe Lele Nguyễn, ok? Tôi ở cái xóm này lâu lắm rồi nha, mà tôi chưa có thấy ai là luật sư Trần Đường Trị hết. Chắc ở đâu mới tới hả? Dạ vâng, tôi mới ở tù ra. Mắc cười quá à. Luật sư mà ở tù. Tội gì vậy? Thì có gì đâu, hồi đó tôi cũng đi ở nhà thuê, nhà mướn đó bà. Thiếu tiền nhà 1-2 tháng, con mẹ chủ nhà nó tới nó đòi, phiền quá, giận quá bà chủ. Đạp cho nó đạp chết luôn. Giết người đó. Ê, cái gì vậy? Bình thường bà ngon lắm vậy, sao hôm nay tự nhiên cà lắm vậy? Tự nhiên tao sợ mày. Sợ đi qua đi. Không, mày qua bển đi. Mà gì vậy? Mà giết người mà sao thả sớm vậy cha? Là vì hạnh kiểm tốt. Nhưng mà thôi dẹp cái chuyện nó qua một bên đi. Lần cuối cùng xin bà xác nhận lại, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại Hồ Nai không? Tôi điên bây giờ đấy, ông có muốn qua trial và license của tôi dạ không? Nếu có thể. Nè, tôi xin lỗi luật sư nha. Nãy giờ luật sư vô, luật sư nói dài dòng hỏi tên hỏi tuổi người ta, bây giờ còn còi đôi coi trial và license nữa. Bây giờ muốn cái gì nói thẳng lên. Nếu đúng thì tôi xin được long trọng thông báo cho bà một tin rất là quan trọng. Rồi. Tôi là luật sư Trần Trừng Trị. Giới thiệu 4 lần rồi ông. Nói tiếp. Luật sư Trần Trừng Trị là tôi. Trời ơi, ơi. Còn lại ba, vô vấn đề nói. Tôi đại diện cho thân chủ của tôi là Hoàng Phi Hùng. Trước khi chết có viết di chúc. Rồi, viết cho ai mặc kệ, nói tiếp. Để lại gia tài. Gia tài cho ai kệ bà đó đi. Rồi. Để lại gia tài cho bà Nguyễn Thị Mai. Rồi, bà Nguyễn Thị. Vô anh em. Gia tài. Sao hai đứa mày á khẩu hết trơn vậy? Trời đất ơi, Hoàng Phi Hùng á, nó đâm thuê chém mớ, nó buôn lậu, nó giàu lắm, nó để ra tài có như mình giàu rồi. Trời ơi, bất chiến tự nhiên thành mình hên quá anh ơi. Hên gì hên em? Cái gì? Tại vì mình ở hiền gặp lành. Đúng rồi đó. Ở ác nhưng mẹ này á. Trời ơi, hên quá, trời Hoàng Phi Hùng chết mình hên quá. Bây giờ sao nữa? Hên quá, Em. Sao tự nhiên cười vô duyên vậy? Cười đâu mà cười, tao đang cảm động muốn chết đi nè. Khóc đi. Ôi trời ơi, anh Hoàng Phi Hùng ơi, ôi trời ơi, sao mà anh bỏ dương gian nó đi sớm thế? Ôi trời ơi. Bởi vậy em nói với bà chủ nghe, Hoàng Phi Hùng coi vậy chứ dễ thương lắm. Trời ơi, sao trời hại kẻ gian vậy trời. Bởi vậy người Mỹ mới có câu. Câu gì? Good people die young. Là chết yếu đó. Dạ. Bởi thế cho nên hoa thơm bề trên cho người ít quá. Ôi anh Hoàng Phi Hùng ơi. Bây giờ em thương anh quá anh Hoàng Phi Hùng ơi. Dạ, rước luật sư vào buồng à. Vậy Bà ngồi. Cảm ơn bà. Úi giời ơi, luật sư ơi, luật sư ngồi đúng cái ghế mà Hoàng Phi Hùng tối vẫn thường về ngồi đây. À? Xin em gói mì gói á mà. Trời ơi, sao mà giống Hoàng Phi Hùng quá. Trời ơi, em nhớ anh Hoàng Phi Hùng quá. Anh Hùng ơi là anh Hùng. Hùng, em gọi tên anh trong muôn ngàn thương nhớ. Hoàng Phi Hùng. Gì Hùng trời? Em. Cái gì? Tên ta tên Hoàng Phi Hùng mà Hùng mà. Biết rồi nhưng bỏ dấu cho nó vào nhạc. Trời ơi, không biết gì hết à. Ôi trời ơi, Hoàng Phi Hùng ơi, em lại anh rồi, ba hồn đi. Tôi là Trần Trừng Trị, còn bà muốn lại Hoàng Phi Hùng qua nhà bên kia. Chết, xin lỗi, dạ mời luật sư ngồi. Bởi vì sao? Mặt luật sư với mặt Hoàng Phi Hùng nó dù đáng giống nhau lộn mãi. Vâng, mời ngồi. Anh, có khách quý, có nước ngọt, mời luật sư. Trời đất ơi, mấy ngày nay nước lạnh không có uống nước ngọt.
Dạ. Nhà chị nước ngọt thiếu gì để chị lên chị lấy cho hai em mời khách nha. Không, cảm ơn bà chủ, không dám làm phiền bà chủ đâu. Trời ơi, chị thương hai đứa không hết có đâu mà phiền. Dạ. Chị với em mà tình nghĩa là chính phải không, tiền bạc là phụ thôi, mấy tháng tiền nhà là chuyện nhỏ. Ví dụ như lãnh cái đó có trả cho chị cũng được. Dạ. Mà không có cũng tìm cách sao trả cho tao như vậy. Chị nói chơi, chị nói chơi. Hai đứa ăn cơm chưa? Dạ chưa, dạ chưa. Chị cũng chưa. Mai mốt mà lãnh cái tiền đó xong rồi đó, chiều nay nè. Dạ. Chị cho phép hai đứa mời chị đi ăn nhà hàng đó. Hai đứa chịu không? Chị chịu. Chị nói chơi. Thôi chị lên chảnh nha. Biết mà quên nữa. Nè, bây giờ đèn có xài thoải mái đi cưng. Tắm đi, tắm nhà 20-30 lần, đi cầu đi. Đi cầu nhiều nhiều vô. Đi đi kìa. Đúng là người đàn bà vô duyên nhất của thế kỷ 20. Trở mặt như trở bánh tráng nha. Thấy người ta có tiền cái nịnh nè, tự nhiên biểu ngày tắm 20-30 lần, trút nước cho bà chết hả? Rồi lại bảo là đi toilet một ngày 40 lần. Chù người ta tào tháo rượt là tiền ai xài chứ. Nó vẩn không ạ? Bà Mai nè. Dạ à. À, trước khi tôi đọc cái tờ di chúc này đó. Dạ à. Bà có cái bộ đồ nào mặc vào cho nó nghiêm trang không? Để tỏ lòng kính nhớ đến ông hàng xóm của bà vừa tiêu dương nên mình cực lạc không? Dạ có chứ ạ. À, quên, em cần có phải phải tắm cho nó tinh khiết không thưa luật sư? Thế tuần rồi bà tắm chưa? Dạ chưa. Thế nếu chưa thì nay khỏi. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ. Vậy em có cần thay đồ cho nó lịch sự không? Anh á hả? Dạ. Anh thấy xà lòn được. Dạ, đi đâu đó? Dạ em đi thay xà lòn. Nó chơi thôi mà, ngồi đi. Dạ. Ngồi. Nhà ta làm dữ gì cha. Luật sư. Luật sư. Mặt luật sư coi ngầu ngầu dữ ha. Không có. Luật sư coi trẻ chứ già quá ha. Không. 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 Già nhưng mà được cái đen. À, chắc ý không ý em nói là chắc hồi nhỏ má luật sư có bầu luật sư á, chắc uống cà phê đen nhiều lắm phải không? À, không ý em muốn nói là nếu mà em quen má luật sư sớm á, lúc má luật sư có bầu luật sư á, em nói má luật sư uống sữa đậu nành cho trắng. Ủa bọn em nói chuyện vô duyên lắm hả luật sư? Không, anh nói chuyện có duyên lắm chứ. Trời đất ơi, luật sư quá thông minh. Vậy mà em nói chuyện với ai một hồi người ta cũng đủ đánh em đó nè. Ờ đây. Tôi đi không đánh. Đó. Đúng là người có văn hóa high class mà. Quá tốt, lời khen luật sư. Tôi không đánh, tôi chém thôi. Nước ngọt đây, dạ mời luật sư. Luật sư, hồi đó đó Hoàng Phi Hùng hồi còn sống đó, cái lâu lâu cái đi chơi về cái bị trúng gió, cái hay mời em cạo gió lắm. À thế à. Không biết Hoàng Phi Hùng chết đó, có để gì lợi cho em không hả luật sư? Có. Dạ gì luật sư? Cái búa. Nè Trung, ăn đi cưng, uống đi cưng. Uống thoải mái đi cưng. Trời ơi. Ừ. Chị Lan. Cái gì? Sao nó chị gan quá vậy? Gì gan? Chắc có lẽ thị sĩ mà chị dám mời em ăn hả? Nữa em nói chuyện này, trời ơi, tao nói chuyện tiền bạc tao giận thiệt à Trung à. Cái này là chị thương lắm, chị thương em hết mình luôn vậy đó. Ăn hết đống này đi, còn nhiều đống khác là chảnh lắm. Thôi. Chắc có lẽ mà đống này đống nọ. Chứ sao? Thôi chị ơi. Dạ chị thương em quá. Chị thương em không? Thương quá trời với đất luôn. Mà không có tiền chị thương không? Em xem làm giống hắc y giáo chủ vậy. Phim kinh dị. Bà Mai này. Dạ. Cái bộ đồ này nó đâu có hợp với cái cảnh tiễn đưa người về miền cực lạc. Cái này ném về là đưa về miền hoan lạc rồi. Dạ sao ạ? Cái này là không có hợp với cái cảnh đưa người về miền cực lạc. Thì em biết rồi, bây giờ luật sư tiếp đi luật sư. Thôi bây giờ như thế này. Dạ. Tôi đề mọi nghị mọi người yên lặng để cho tôi đọc tờ di chúc này. Yeah. Dạ. Dạ dạ, mời một luật sư ngồi ạ. À, trời nóng quá.
Cho anh yên lặng nhé. Tôi tên Hoàng Phi Hùng, viết di chúc này trước mặt luật sư Trần Trường Trị, một luật sư đẹp trai và duyên dáng. Văn phòng có bãi đậu xe rộng rãi, free coffee và donut. Văn phòng mở cửa 7 tuần một ngày. Hả? 7 tuần một ngày? Là không không không, 7 ngày một tuần. Trời đất ơi, luật sư gì mà đọc chữ không chạy nữa trời. Tại bà kéo cái mini chip xuống đi xíu nữa. Trăng quá thế này thì chữ nghĩa nó cứ lộn lên lộn xuống là đọc không được nha. Tại vì luật sư không biết đó thôi, chứ còn cái chỗ này nó quan trọng lắm đấy. Nó đưa người ta về miền cực lạc đấy. Nhưng mà cực lạc thú. Thôi được. Tờ di chúc như sau. Thứ nhất, cha tôi ông Hoàng Phi Hành, người đã có công sinh thành dưỡng dục, tận tụy hy sinh một đời nuôi tôi khôn lớn. Tôi để lại 200 đồng và một chiếc xe đạp cũ. Thứ hai, sư phụ của tôi ông Hoàng Phi Lộ, người đã có công dạy tôi nghề mở các ổ khóa mà không cần chìa. Tôi để lại 500 đồng và một cái tivi Sony 53 inch hư. Nếu ông còn làm thêm một lần nữa tôi sẽ thưa ông đó. Làm gì thưa ông ta? Tôi thưa ông vì cái tội làm phiền giấc ngủ ngàn thu của thân chủ thôi. Dẹp cái kèn đi. Cái thằng quý này cái chém này bây giờ đó. Thằng này nó hay chém rồi mày biết hả? Thứ ba, cô Nguyễn Thị Mai, người hàng xóm dễ thương của tôi. Tôi để lại 500 đồng hả? 500 tưởng nhiều chứ. Làm nãy giờ 500 ngàn đô la tiền mặt. Ủa? 500 ngàn? Ta sai, trời đất cũng sai. Sai. Ê, em. Cái gì anh? Uống rượu nào mà sai vậy? Không, em say men tiền anh ơi. Trời ơi, tiền nó dễ say lắm, trời ơi. Luật sư. Nè. Nhưng mà đây là tôi chưa tính cái tiền luật sư phí nhé. Bà cứ trừ đi 30 ngàn là vừa. Chuyện nhỏ. Luật sư. Nhớ trừ giùm em 3 tháng tiền nhà luôn nha luật sư. Bà đừng có ngắt lời tôi nhé. Dạ. Đâu rồi đọc tiếp đến đâu rồi? Dạ tới cái đùi em ạ. À đấy. Dạ. Thứ tư, tôi cũng để lại một chiếc xe Lexus mang bảng số 9 nút cho cô Nguyễn Thị Mai. Yeah! Anh ơi, anh đừng có xe nó lộ lắm anh ơi. Ông sầu đây anh ơi, trời ơi. Anh Hoàng Phi Hùng ơi là anh Hoàng Phi Hùng. Sao mà anh bỏ Dương Giang đi sớm thế? Lá già còn ở nơi đây mà lá non rụng xuống rời ấy răng rời. Mà luật sư ơi, cái Lexus đời năm nào vậy luật sư? Đời mới nhất, 2000. Yeah! Buồn quá. Ôi anh Hoàng Phi Hùng ơi, nhà cao cửa rộng anh không ở, xe hơi mới anh không chạy, anh ra ngoài đồng anh ngủ với run. Trời, sao giống ái dân quá vậy? Trời ơi, cái này mà ái dân cái gì, ái gia chứ ái dân. Luật sư, thế 500 ngàn tiền mặt có phải khai thuế không luật sư? Không thuế mẹ nhỉ. Trời ơi, sao em cảm động quá anh Hoàng Phi Hùng ơi. 500 ngàn tiền mặt mà không thuế má mẹ gì thì cái mã tổ nhà em nó tán hàng rồng rồi. Trời ơi, em vui quá. Ê, nhưng mà luật sư, còn nghe nói cái bảo hiểm nhân thọ triệu bạn nó cho con chết tiệt nào thưa luật sư? Nó cho con nào? Cái gì vậy? Bà tham lam quá à, được rồi, đủ rồi. Dạ, em xin đại diện nhà của em cảm ơn luật sư nhiều. Dạ. Chút này của vợ anh chứ mắc mớ gì nên anh mà cảm ơn. Không, của chồng công vợ. Dạ, của chồng công vợ. Dạ. Ôi, bà Mai, bây giờ như thế này nhé. Dạ. Bây giờ tôi về văn phòng. Dạ, dạ. À, tí nữa bà ra bà gặp tôi. À, dạ. Lãnh chết cái lái xe về luôn nhé. Dạ. Thôi, xin chào. Dạ. Dạ. Xin chào.
Xin chào. Thấy chưa, tao nói tụi bay thấy chưa, cái nhà này nó hên, dễ sợ lắm á. Nhà hướng nam không làm cũng sướng mà. Thôi đi bà nội ơi, hồi mới dọn vô nhà này mà nói nhà hướng Tây mà. Thì nhà hướng Tây không cài cũng có vậy. Ủa vậy hả? Rồi sao thấy không? Mấy em thấy không, cái nhà này nè, em nhớ vợ chồng Thu không? Ở Việt Nam mới qua nghèo gần chết vậy đó. Cái ở đây có 2 tháng cái dọn ra riêng mua nhà lớn. Ủa? Sao ngộ vậy? Trời ơi, tao nói thất nghiệp đâu có làm gì. Cái lái xe đi chơi, trời đất ơi, nó hên quá trời, nó bị đụng xe. Đụng xe mà hên chị. Trời ơi, còn hên hơn nữa ha, thằng chồng nó chết tươi vậy đó. Trời ơi, nó lãnh bảo hiểm cả triệu đô, ra mua nhà lớn xài thoải mái, em thấy không? Tao nói cái nhà này hên vô là chết vậy đó. Nè, nói cho em nghe, cái bàn tay của em hả? Làm bàn tay sướng, phú quý, ngồi mát mà ăn bát mì đó kinh. Chị nói cái gì kỳ vậy chị? Em mà bây giờ là đi ăn mì à? Em bây giờ là phải sơn hào hải vị chứ lị. Anh đón cho em chiếc taxi để cho em đi shopping. Em mua bộ đồ Gucci, em mặc cho nó lịch sự. Rồi em ra văn phòng luật sư, em lãnh sách, rồi em lái lấy xịt về. Có phải vậy không hả anh? À phải. Sao vậy? Em em bị trúng gió hả? Có trúng cái gì đâu. Sao mà như... Trời anh ơi, trong tay nửa triệu bạc rồi, phải đổi cuộc sống chứ. Đổi lời ăn tiếng nói cho nó sang chứ là ê. Có phải vậy không hả chị? Hả chị? Phải rồi. Em em khỏi đón taxi làm chi. Bây giờ để chị làm tài xế cho em cũng được. Ôi, bây giờ em cứ sai chị thoải mái đi. Ôi, chị sẽ làm tôi mọi cho em. Thôi mình đi chị nha. Đi, đi cho nó sang này. Ê, con chừng thế, mãi con chừng thế. Sao vậy? Mà lại có tiền giờ ở cái phòng cũ này nó cứ bắt bé thế đi. Trời anh Hoàng Phi Hùng của em buồn quá. Ủa ngộ vậy. Yeah. Ngộ quá ha. Con người ta có tiền cái đổi giọng cho nó xoan. Mình thì không đâu. Người ta đổi giọng mình đổi đời. Có tiền rồi hả? Massage nè, 1900 sung sướng nè. Yeah, sống trên đời này người giàu sang sướng hơi người nghèo khó. Trời đã ban cho luật sư. Xin chào luật sư. Luật sư quay lại nữa à? Bà Mai có nhà không? Dạ nhà tôi đi vắng rồi. Bệnh hả? Dạ không, có tiền đổi giọng cho nó xoan. À, ông làm ơn cho tôi gửi lá thơ của Hoàng Phi Hùng gửi cho bà Mai nhé. Dạ. À, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Cho thôi khỏi. Mới đây đổi đời hay đổi hẹ đi trời. 500 ngàn khi của vợ mình, cái này dám bảo hiểm nhân thọ lắm ạ. Trời ơi, thương Hoàng Phi Hùng quá. Cái gì đây? Em Mai yêu quý của anh. Cái gì vậy? Anh xin lỗi em vì anh chết mà không báo em biết trước. Ngộ rồi nha. Nhưng mà anh viết sẵn lá thư này để khi anh đang nghỉ dưới lòng đất thì em càng hiểu anh hơn. Anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp em tại quán tiết canh dịch. Đôi mắt em long lanh nhìn anh với đôi môi đỏ ửng màu tiết canh. Chả diễn tả vợ mình giống ác quỷ Dracula vậy. Anh đã yêu em từ đó. Chúng mình đã... Cái gì? Gì đây? Chúng mình đã ngủ một đêm tại khách sạn Hilton rồi chia tay vĩnh viễn. Anh còn nhớ một câu thơ: nếu có xa nhau mãi mãi, xin một lần mãi mãi xa nhau. Làm thơ gì què vốn như trời. Anh thương em vô cùng. Em tuy già mà trẻ. Trời ơi, tuy em có duyên. Vợ mình dám khen có duyên. Chết kỳ vậy. Trời đất ơi. Bà cười không hiểu gì sao bà cười, tại vì bà điên.
gì vậy? Bây giờ tôi biết hết rồi, tôi không ngờ bà phản bội tôi nha. Cái gì phản bội? Tôi biết tại sao Hoàng Phi Hùng để lại gia tài cho bà rồi. I don't know. You don't know nhưng mà tôi know. Bà có biết tại sao không? Tại vì bà đã ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng tại khách sạn Hilton. Cái gì? Ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng? Có không mày? Ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng? Có không? Sao em không kêu chị với sướng quá vậy? Bây giờ bà còn chối nữa phải không? Cái gì chối? Ông có điên không? Sao? Trời ơi, tôi mà ngủ với Hoàng Phi Hùng một đêm á, đời nào nó cho tôi lắm tiền như vậy. Ông biết tôi quá rồi mà. Biết cái gì? Bây giờ còn chối rõ ràng, ghi rõ ràng nè. Bây giờ tôi phải đi kiếm ông luật sư mới được. Tôi nói tôi không muốn ngủ mà. Đây là luật sư, đưa đây. Nè, đưa lẹ đi. Nè, rõ ràng bây giờ luật sư nói đi. Bà có ngủ không? Bằng chứng rõ ràng nè. Bà có ngủ không? Nói đi. Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chuyện đâu còn có đó. Xin ông bà bình tĩnh bây giờ nè. Từng người nói một tôi mới nghe được. Biết rồi nhưng mà tôi bảo là tôi không ngủ. Thôi, xin bà nhé. Thôi bây giờ nè, ai già và xấu nói trước đi. Tôi. Ủa. Bà khỏi rồi đó. Thôi bây giờ cái chuyện nó như thế này. Tôi xin xác nhận cho ông biết. Bà này không có ngủ với ông Hoàng Phi Hùng. Thấy chưa, anh thấy ông em trung thủy mà lại. Cũng giống như ông này cũng không có ngủ với Hoàng Phi Hùng. Bà Mai cái tấm chết hồi sáng đưa bà còn. Đây này còn y nguyên đây này luật sư. Dạ đấy. Em bảo em trung thủy với chồng em lắm cơ mà. Cái xe, cái chìa khóa xe. Đây còn đây đấy. Vâng còn hết đấy. Mai ơi. Dạ luật sư gọi gì ạ? Mai ơi. Mai ơi vào đây em. Ai vậy? Gì đây? Vào đây em. Đây mới là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại hố Nai. Còn bà sanh ở hố bò mà sao bà xạo quá. Ủa này Nguyễn Thị Mai hố Nai hả? Này hố bom như hố Nai. Luật sư ơi, em nói luật sư nghe nè. Nai với bò gì làm khô dân nhậu, nó nhậu y chang như nhau. Không có khác gì cả hả luật sư? Tôi làm việc theo di chúc nhé. Bà nhìn thế này, em ra đây em. Như thế này mới xứng đáng hưởng gia tài chứ. Em quay một vòng đi. Đã, thấy chưa? Trời ơi, còn cái tướng bà kìa. Nói thật cho bà biết nhé, tôi mà có chết tôi cũng chẳng để lại gia tài cho bà. Kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì tôi không biết nhé, tôi làm việc theo giấy tờ. Dạ. Chào, thôi mình đi hưởng em. Gì kỳ vậy? Trời ơi. Trời. Vậy là tôi phải chạy cái xe mạc xe đi đời 76 lại hả trời? Tôi tưởng giàu tới cho ăn nghèo lấy lợi nghèo mà ha. Trở mặt trời bánh tráng vậy nè. Không sao còn cục nữa. Nãy hên mới giấu. Đưa đây. Vậy? Ôi giời, anh Hoàng Phi Hùng là anh Hoàng Phi Hùng. Sao anh không chịu ngủ với em một đêm? Vậy? Gớm, đầu năm đầu tháng gì mà xui xẻo thế. Ngồi mãi từ giao thừa đến giờ mùng 1 gần đúng ngọ rồi. Chả con ma nào nó nai vãng nó xem một quẻ kiếm tiền mua ổ bánh mì mà sơ. Gớm, năm nay năm con gà mà chắc là gà nó nuốt mẹ nó dây thun rồi. Ôi giời, gớm sao xui thế nhỉ? Em đi chùa hương hoa cỏ. Ý, bài này không hay. Mừng xuân năm trên ta chúc la 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 la. Dạ con chào thầy. Ô, chào chị. Chị hay cô gì đây mù không biết. Vâng. Dạ con còn nhỏ. Vâng, thế dạ. chào cô. Dạ, vâng. Năm mới chúc thầy làm ăn phát tài, mạnh giỏi, làm ăn nhiều tiền hơn năm nay nha. Gớm đàn ế bỏ. Không, cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Thế tôi cũng chúc cô năm nay gặp nhiều may mắn. Mà cô xuất hành giờ này là giờ đại cát đấy. Thế nào năm nay cũng được nhiều lộc cho mà xem nhỉ. Dạ con cảm ơn thầy. Vâng, không có gì. Vâng. Dạ. Thế trước con ngồi chơi ạ. Vâng. Dạ, con ngồi liền ạ. À. Dạ. Hên quá thì đuôi. Thế à, cô đi đến xem giờ này là cô muốn xem gì? Dạ con không nói gì thầy.
con muốn xem bói, con muốn coi mày con có chồng rồi được không á? Mẹ nó cứ tông theo như que củi thì ma nào nó lấy. Trời, thầy đuôi mà thầy biết con trâu tông như que củi vậy thầy? Này, mùng 1 Tết nhá, tôi đang rước khách hàng vào chứ không phải tôi muốn gây lộn với khách hàng nhá. Cô nói cho rõ ràng, ai bảo cô tôi đuôi hả? Tôi là người đẻ ở Hà Nội phải gọi là mù mới đúng chứ. Tại sao gọi là đuôi? Nhớ phải gọi là mù nghe chưa? Con tầm con tè bị đặt nói sáng giờ. Nhưng mà thầy ơi, hình như là con mở hàng đầu tiên của ông thầy. Ôi, cô này dở hơi nhỉ? Từ đêm qua đến giờ khách xếp hàng từ đây đến mãi cái đầu đường bên kia nguyên một color đấy. Nhá. Mà tôi sợ bô nít nó đến nó túm cổ rồi tôi đuổi đi bớt rồi. Mới vừa rảnh tay tính sôi ngụm nước cô đến đấy. Ôi giời, mệt bở ra hơi tai, khách đông quá. Ôi giời. Vậy dạ, thầy, con xin lỗi thầy nha thầy. Thế bây giờ cô muốn xem gì đấy? Dạ con nói rồi, con nói con muốn xem coi cửa năm nay con có chồng được hay không á. Này, tôi bảo cô nhá. Dạ. Dáng thì ăn vào một tí cho nó có da có thịt thì nó mới đắc duyên, hiểu không? Dạ. Gầy tông gầy teo cái thì ai mà nhìn nó vui giời gớm quá thì không ai nhìn. Ui, thầy cũng ốm nhơ ốm nhách như con vậy chứ có mập mạp gì đâu, gió thổi bay cái dèo liền á. Ốm đau gì ở đây? Gầy vậy tại sao mà gọi là ốm? Phải gọi là gầy mới đúng chứ. Tức là gọi là ốm, nhưng mà thì chính vì tôi gầy đấy thì mới nằm chỏng chơ mấy chục năm nay chả ma là nó nâng khăn sửa túi đây. Nói toạt móng lợn ra là ế mẹ nó rồi. Đấy. Có khác thì con đâu. Ừ. Thế phải ăn vào chứ nó có da có thịt hả? Thầy nói con ăn nhiều cho mập luôn mới có chồng hả thầy? Mập là cái quái gì? Phải gọi là béo chứ tại sao gọi là mập? Kỳ không nghe cái câu ca dao là trông mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng nó mới ngon. Chả có ai gọi là con lợn nó mập thì nòng nó mới ngon, hiểu không? Trời ơi, năm nay mình đi cây bói mà tự nhiên cái sữa lưng mình hoài vậy trời. Không phải, nói cái gì phải nói cho nó đúng. Cô hiểu không? Đây này, tôi giải thích cho cô nghe nhé. Ở trong Nam của cô đấy gọi là một lượng vàng, hiểu không? Còn ở ngoài Bắc gọi là một lạng. Thế ngày xưa ông Khổng Minh, ông là người miền Nam, thành thử ra ông mới là gia các lượng. Còn tôi đẻ miền Bắc, thành thử tôi là gia các lạng đấy, thấy chưa? Thầy nghe, con nói thầy nghe nha. Gì? Thầy kỳ quá à. Con là người miền Nam, con nói tiếng miền Nam, tự nhiên thầy biểu con nói tiếng Bắc làm sao con nói được? Ôi cô hay nhỉ. Đây là mình đi cầu thánh là chủ yếu là mình xin lộc thánh. Thế mình nói thánh không hiểu thì thánh làm sao cho mình lộc được, hiểu không? Mình cầu xin thì phải nói giọng Bắc mới xin được chứ. Con quên, chạy thánh toàn là người Bắc không hả thầy? Ừ, thánh ở đa số tập trung miền Bắc nhá. Ở nguyên một chung cư ngoài đấy, cứ gọi người nào người đấy về, hiểu không? Vậy sao thầy ở miền Nam vậy? Thì tôi là xem thôi, tôi là thánh dựa vào tôi để tôi xem cho cô thôi. Đây này, tôi nói cô nghe. Cô chưa nghe kể cái chuyện này cô hết hồn. Cô nhớ cái miếu cô ba Thủ Thiêm không? Dạ con nhớ chứ. Ừ, ngày xưa cô ba chết ở sông Sài Gòn đấy. Thế mà cô ba nổi tiếng là linh thiêng này này. Có một bà Việt Kiều đấy, lấy chồng người Mỹ nhá. Dạ. Xong rồi dẫn chồng về, xong dẫn đến miếu cô ba cầu xin để ông chồng vào khấn tiếng Anh. Cô có không hiểu, cô vật cho sùi cả bọt mép ra. Trời ơi. Rồi, ông chồng có sao không thầy? Ông có chết không thầy? Trời không ơi. May mà bà vợ còn nhớ tiếng Việt đấy nhá. Bà nhớ tiếng Việt, bà dịch sang tiếng Việt với cô mới là vui lòng, cô buông tha đấy nhá. Trời ơi, vậy bây giờ con nói tiếng Nam xong thầy dịch qua tiếng Bắc chứ không? Yên tâm đi, để tôi thông dịch sang tiếng Bắc cho nhá. Không là, trời ơi, cái cô đó cô giật con chết mẹ con luôn á thầy. Yên tâm, để có tôi là không ai vật cô được. Thế bây giờ đây, muốn xem thì xem đây nhá. Dạ. Thôi đây, bây giờ thành khẩn đi. Con giái hả thầy? Không, đặt tiền quẻ đi. Hả? Đặt tiền quẻ hả thầy? Ừ. Đặt thì đặt. Có thế nó mới linh chứ lại chả có thánh nào chơi không. Sao gớm mày vắt ở đâu mà gió lớn thế? Thầy đuôi mà cũng thấy con vắt à? Tao nghe hơi gió. Một đồng. Một đồng ai chơi? Năm đồng thì ít quá. Không, tờ đấy không đủ đi xe. 10 đồng tăng tí.
20. Vừa phải. Mà tôi này thì 100. Better. Mà không biết ổng coi đúng không, nếu mà ổng coi sai 100 của mình mắc mẹ nó thì sao. Thôi mình đặt 1 đồng. Đó. Cái này cô ơi. Ôi, xe ở đây 3 cái đĩa sao cô bỏ 1 cái thế? Trời ơi, coi 1 cái thôi tự nhiên cái đĩa con bỏ 3 cái rồi sao bỏ. Úi giời, cô này gớm ai mà thánh thiết thì chả có ai đi gạt đi lường cô. Cái này phải đúng lễ thì thôi, chứ đây này, đây là tiền quẻ, đây là tiền tổ, còn cái nhỏ này là tiền tiếp bà nội ơi. Gớm ơi, nhanh nhanh dùng con tí đi. Thầy chưa có coi tự nhiên biểu con bỏ tiền tiếp lỡ, thầy coi sai làm sao? Thế cô bảo tôi dại hả? Nếu mà tôi nhớ tôi nói con nói sai rồi, bây giờ cô không bỏ tiền tiếp ra đâm ra tôi dở người, chả dại thế. Thôi thôi thôi, thôi đừng nói nhiều nữa, đây đây đây, con bỏ cho. Ta bỏ cho mình 5 đồng, 10 đồng. Ừ thôi thế, thế rồi thôi, bỏ xong đủ 3 đĩa chưa? Đủ để rồi. Để thầy phụ soát nếu mà lẹ lẹ lên đi, cho con về con coi nấu cơm mà cho mát con ăn chứ không có chửi con. Rồi xuống thành khẩn với Khánh đi. Dạ con thành khẩn. Ừ. Đây này có thắp nhang thì thắp. Dạ cho con cây nhang đi. Thôi phí đi. Thấy như cũng biết cay mắt vậy. Thấy như không cay thầy ứng cay thế. Thôi nha, để thành khẩn đi. Em là mồ à gì đã. Em là mồ. Em là em cái con điên. Thế mày ở đây mày đi xem bói hay là mày đi cuốt đất thế hả? Sao mày chưa gì hết mày bổ, mày bổ đâu, mày bổ lắm thế, mày đưa cả mâm cả chảo mà thầy hả? Trời ơi thầy đuôi chứ. Mày bảo thì mày có nghe hiệp sĩ mù nó nghe gió kiếm chưa? Ngớm cái chảo mày gió kinh quá. Mày vừa phải, tôi lên đây này, thành khẩn đi. Đùi mà cũng biết người ta đưa cái chảo vô mặt này. Không biết là có lừa không á. Đầu năm mà lừa là chắc xui chết mẹ luôn. Cầm mồm, để con Khánh này bảo. Con lạy ba ba ở trên ngàn, nghe lời thầy Khánh mới trận giang bà. Xa nằm mà xa nỗi xa mẹ ý, mà xa nằm xa nú xa mê mà chân dáng bà về mà bát nhã mà thuyền à huê con lạy bà. Xong chưa, mệt quá vậy rồi. Con lạy xong rồi ạ. Mày lạy xong rồi để tao Khánh gớm mày cái cuốc quá. Tới đây tài tài gì tài trái không mê quá. Lạy thanh bạch bái, lạy thanh vạn bái, dạ lạy các cô các cậu, dạy để thương cho đệ tử con, lạy tám phường chín hướng, thương cho đệ tử con là Phi Nhung, dạ ế chồng bao nhiêu. Con không có ế chồng mà, con không có ế chồng mà. Gớm mày phải nói thế thanh mới thương chứ lị sao mày rốt thế nhỉ. Mình gạt thanh đó tài. Gạt là cái quái gì mày phải bảo là lừa chứ lị. Mày đi xin lộc thanh mày chủ yếu là phải thanh phải cho lộc mày, mày lừa thanh thanh mới thương mày, gớm con để rốt thế. Này bây giờ ta bắt đầu gieo quẻ. Ủa? Mà thầy gieo quẻ bằng gì ạ? Con đâu thấy đâu, con đâu thấy bằng gieo bằng tiền gì đâu. Con thấy người ta gieo bằng cái tiền nó có cái lỗ mà. Hay là thầy gieo bằng mua rùa đó. Gớm con này, bây giờ người ta đây thời đại bây giờ nó lên đến cung trăng rồi, bây giờ ai xem bằng mu nữa hả mày? Bây giờ người ta xem là người ta xem đến computer rồi, mày hiểu chưa? Bây giờ mà mày còn sờ sờ vào cái mu thì làm sao mà có tiền mà sống hả con? Vậy chứ con hỏi thầy nè, thầy gieo bằng cái gì nè? Bây giờ tao không bói bằng cái đấy, tao bói kiều. Bói kiều? Đây này, kiều. Bói kiều là sao? Bói kiều đây, sách kiều đây, linh thiêng cực kỳ con ạ. Con chưa nghe trong chuyện kiều có cái câu như thế này, mày ngồi xuống đi, mày ngồi thế thì khách nào dám vào hả? Thế này, mày có nghe trong cái chuyện kiều nó có cái câu này hay lắm này này. Sầu sầu ngọn cỏ bên đường này. Ở sầu chè chè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Ấy cái nửa vàng nửa xanh đấy là Tả Đạm Tiên ngày xưa là gái giang hồ. Thế sau bị bệnh sida mới nửa vàng nửa xanh. Đó. Trời ơi ghê gớm quá vậy ta. Thế mà nhập vào trong cuốn truyện kiều này nấy nó linh cực kỳ đấy nhá.
Vậy thì thầy bỏ đi, thầy bỏ cho con đi. Đây này, trong cuốn truyện Kiều này nó có 500 trang. Thế bây giờ đấy, nếu mà con muốn thì con cứ lựa đại một trang nào đấy, xong con dở ra con đọc hai câu đầu. Ôi giời, tôi nói thật nhá, cuộc đời con nó sẽ bày ra trước mắt y như là ai vẽ lên đấy. Thì cái thầy. Vâng, cứ tin tôi đi. Con lại chờ cho con sai. Con lại con lật thiệt để cho con lấy chồng, chứ con ế cả đời con. Ừ, dở ra đi, lựa đi. Rồi, con lựa một trang 125 đó. Ờ, mày đọc 100. Đi. Con này mày xỏ nhỉ? Thế mày chả thấy tao đuôi không thấy đường, mày còn bảo tao đọc đi là đọc cái gì? Mày chơi toàn là móc câu trong họng không vậy? Con quên. Đọc đi, ôi giời con này nó dở người nhỉ? Để con đọc. Râu hùm hàm én mày ngày, dài năm tắc rộng thân mười thứ cao thầy. Dâu hùm hàm én mày ngài, vài năm tất rộng thân mười thước cao. Dạ. Chúc mừng cô congratulations. Thế có tài. Thế nào lâm lay cô cũng có chồng. Trời ơi, con mà có chồng á hả, là con bao trời thầy một chầu xin ê liền á. Này mẹ mày, lấy cái lưới câu mày móc mẹ trong họng ra đây. Mày không thấy tao đuôi mày rủ đi xem xin ê hả mày? Con... Bây giờ thầy... Con quên, con xin lỗi thầy. Nhưng mà con nói cho thầy nghe, thầy đuôi mà thầy chưa trả lời con, là thầy đuôi sao thầy biết con gầy nè. Thôi bây giờ tôi nói cho cô nghe này, năm nay cô có chồng nhá, nhưng mà đặc biệt là chồng cô là phải người ngoại quốc. Người ngoại quốc? Ừ. Vậy là con lấy chồng người qua hả thầy? Chả phải. Hay là người Mỹ? Không. Hay là người Đại Hàn? Chả phải. Chứ người gì? Iraq. Câu. Thế đây này, cái câu đầu tiên đây này, cái câu đầu tiên là dâu hùm hàm én mày ngài. Thế mày không thấy cái dâu hùm là dâu mà nó chỉ của ông Saddam Hussein, ông Bin Laden ấy, hiểu không? Nó còn hàm én mày ngài là dâu tóc nó đen thui, chả phải người Iraq là người gì. Trời ơi, cái gì mà xui dữ trời. Người ta kêu mình cưới Mạnh Quỳnh, mình không cưới nó, tự nhiên cái đi cưới Iraq. Trời ơi, cái người mà người ta ghét nhất trên thế giới. Cô ơi, bây giờ không cần nói là không khe cái người ngoài, hiểu không? Miễn sao bây giờ cô thích là được rồi, nhá. Chồng của cô là cô phải thích, hiểu không? Không khe người ta có thích hay không, nhưng mà tôi nói cô nghe, không phải người này là không có của đâu nghe, giàu lắm cô à. Vậy chị vậy, ông nói làm gì thầy? Ông có tiếng tăm ngoài xã hội không thầy? Ông có ca hát đồ gì không thầy? Ông có học giỏi đồ gì không? Gương mà có chồng thì mừng bỏ mẹ rồi, còn giá ế bao nhiêu năm rồi, bây giờ có chồng thì nên mừng đi, còn bày đặt chơi cái thói ăn mày đòi xôi gấp. Yên tâm, chồng cô có của lắm đấy. Không, nhà nó không ở bình thường được, nó phải ở building với ở lâu đài mới được thôi, nó không ở nhà bình thường. Tại sao? Đây sách thánh có nói đây này, vài năm tất rộng thân 10 thước cao, mẹ thân nó 10 thước nó chui vào đâu vừa. Đúng không? Phải nhà, phải building nó mới vừa. Vậy thầy nói nó ở trên núi hả nhà? Ở trên núi hả thầy? Tôi chả biết núi hay sông, nhưng mà nó phải chui vào cái nhà nào, cái cửa phải hơn 10 thước, hiểu không? Vậy là chắc giàu lắm hả thầy? Thôi xem bằng ấy được rồi, mệt lắm rồi. Thì xem nữa hả thầy? Không xem nữa, buồn. Nhưng mà thôi vậy thầy nói đi vậy. Vậy thầy nói một lần nữa thôi. Con hỏi thầy này, thầy đu sao thầy biết con khẳng khiêu à? Mày gớm thì mày ngu thế gì? Thế ông trời ông lấy của tao cái này thì ông phải bù tao cái khác nhá. Ông lấy tao cặp mắt thì ông phải cho tao cái giác quan thứ 6 nhá. Mày không nghe người ta nói là xem bói, cái thuật xem bói chỉ là nhất thanh nhì tướng, mày hiểu không? Đấy, nhưng mà trong cái thuật xem bói, cái thanh là quan trọng nhất. Chỉ cần nghe cái thanh thôi là người ta biết người ấy đẹp hay xấu, béo hay gầy, hiểu không? Vậy con hỏi thầy nè, con đẹp hay là con xấu? Mày khỏi cần hỏi, tao không cần nghe cái tiếng của mày. Chỉ đến mày bảo mày ế là tao biết mày xấu bỏ mẹ rồi. Cái gì phải nghe tiếng? Trời ơi, vậy là thầy đuối thiệt rồi. Con nói thiệt, thầy đuối thiệt rồi. Tướng con về mà thầy kêu con ế hả? Thầy kêu con xấu nữa là thầy đuôi thiệt rồi. Bởi giá trời trong đuôi chết luôn. Thế mày mày không xấu mà mày ế loài ế sĩ ra. Thôi mệt quá, thôi không coi bói nữa, tự nhiên đầu năm con chi vậy. Thôi con đi về nha thầy. Ừ vâng, rước về. Con về nha thầy. Vâng, mệt lắm rồi. Con về thiệt á thầy. Thì về đi, chả ai thì giữ làm gì, gớm.
con về thiệt đó thầy. Ôi giời ơi sao mì dây, ôi ruồi ơi ruồi ơi ruồi, con ruồi gớm sao xem bói mà cũng có ruồi nó bâu thế này à trời. Vào vào vào. Ruồi dạ. Đấy dạ 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 không phải, con xin lỗi thầy, tại vì con thử thôi, tại vì con tưởng thầy giả bộ á, con tưởng thầy giả bộ đuôi á, ra con lấy mà con lấy tờ 10 đồng về lại. Ngơm ai mà con giả xin... bờ tự dưng đang mắt sáng con muốn lại muốn đuôi là thế nào. Thôi về đi. Dạ con xin phép thầy con về. Vâng. Để lại đấy chứ lại lấy về. Tự nhiên đầu năm đầu tháng người ta bói làm gì cho bị mất một mấy thằng bạc cũng ghê. Con dê giống tay trông cho cả ngày nó khỏi ai tới coi bói luôn, trông ế chết mẹ em luôn. Con rước cô lại nhà ăn Tết vui vẻ cô nha.